Em là bé Ngọc, là vợ của Tiểu Tiểu. Vợ chồng em thích ở bên nhau, thích những món ngon, thích đi chơi, thích đi du lịch và thích những khuyết điểm của đối phương, thích nắm tay vượt qua những lúc khó khăn và hiện tại thích hưởng thụ những giây phút bên nhau thật hạnh phúc và giản dị. Chúng em luôn đón chào cuộc sống bằng niềm vui, hạnh phúc và tiếng cười.